Các học sinh mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn toán 5 sách kết nối tri thức bài 45 thể tích của một hình tiết 1. Để nhận được hỗ trợ tốt nhất từ kênh Thành Đô Vlog về môn toán 5, các em có thể tham gia nhóm Zalo toán 5 sách kết nối tri thức bằng cách nằm mở Zalo, bấm quét mã QR trên màn hình hoặc là tham gia theo đường link được đặt ở phần mô tả của video. Các em nhớ xin phép phụ huynh trước khi bấm tham gia nha. Rồi, trước hết là các em vào phần khám phá. Robot nói, hộp của tớ bé hơn hộp của cậu. Quan sát chúng ta dễ dàng nhận thấy hộp của robot đựng được ít cát hơn hộp của Việt. Như vậy ta nói hộp của robot có thể tích bé hơn hộp của Việt. Trước hết là các em vào phần A. Chúng ta tìm hiểu về hình hộp chữ nhật, hình lập phương. Trước hết là hình hộp chữ nhật. Đây chính là hình dạng của hình hộp chữ nhật. Hình hộp chữ nhật có tất cả là 6 mặt, bao gồm mặt trên, mặt dưới ta gọi là hai mặt đáy. 4 mặt xung quanh, 1, 2, 3, 4, ta gọi là 4 mặt bên. Như vậy hình hộp chữ nhật có tất cả 6 mặt, gồm 2 mặt đáy, 4 mặt bên. Hình hộp chữ nhật có 3 kích thước, chiều dài, chiều rộng và chiều cao. Quan sát chúng ta dễ dàng nhận thấy hình hộp chữ nhật có 4 cạnh chiều dài bằng nhau, 4 cạnh chiều rộng bằng nhau, 4 cạnh chiều cao bằng nhau. Như vậy hình hộp chữ nhật có tất cả là 12 cạnh, trong đó có 4 cạnh chiều dài, 4 cạnh chiều rộng và 4 cạnh chiều cao. Tiếp theo là các em cùng tìm hiểu về hình lập phương. Đây chính là hình dạng của hình lập phương. Hình lập phương có 6 mặt là các hình vuông bằng nhau. Điều này có nghĩa là 12 cạnh của hình lập phương bằng nhau. Như vậy, khi nói về hình lập phương thì chúng ta chỉ cần biết được độ dài một cạnh. Bởi vì hình lập phương nó có tất cả là 12 cạnh bằng nhau. Chúng ta chỉ cần biết một cạnh của hình lập phương thôi. Rồi, các em nhớ hình lập phương có 12 cạnh bằng nhau. Tiếp theo là các em sang phần B. Các em quan sát hình bên. Ta thấy hình lập phương nằm hoàn toàn trong hình hộp chữ nhật. Hình lập phương nằm hoàn toàn trong hình hộp chữ nhật. Ta nói thể tích của hình lập phương bé hơn thể tích của hình hộp chữ nhật, hay là thể tích của hình hộp chữ nhật lớn hơn thể tích của hình lập phương. Tiếp theo là các em quan sát hai hình, hình A và hình B. Hình A gồm 4 hình lập phương như nhau, còn hình B cũng gồm 4 hình lập phương như thế. 1, 2, 3, 4. Cách xếp khác nhau thôi. Ta nói thể tích hình A bằng thể tích hình B. Tiếp tục các em quan sát hình P. Gồm 8 hình lập phương như nhau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bây giờ các em tách hình P thành hai hình, hình M gồm 6 hình lập phương và hình N gồm 2 hình lập phương như thế. Như vậy 8
chúng ta tách thành 6 cộng với 2. Ta nói thể tích hình P bằng tổng thể tích của các hình M và N. Tức là thể tích hình P bằng thể tích hình M cộng với thể tích của hình N. Tiếp theo là các em sang phần hoạt động. Các em quan sát hình vẽ rồi trả lời câu hỏi. Câu E. Hình hộp chữ nhật A gồm bao nhiêu hình lập phương nhỏ? Câu B. Hình hộp chữ nhật B gồm bao nhiêu hình lập phương nhỏ? Câu C. Hình nào có thể tích lớn hơn? Trước hết là hình A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Như vậy, một lớp của hình A có chiều dài là 4, chiều rộng là 2. Một lớp có 4 x 2 bằng 8 hình. Hai lớp thì có 4 x 2 nhân tiếp với 2 bằng 16 hình. Hình A có 4 x 2 x 2 bằng 16 hình. Như vậy, muốn tính số hình lập phương nhỏ của hình A thì các em lấy chiều dài nhân chiều rộng rồi nhân với chiều cao. Tương tự hình B, một lớp có 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chiều dài là 3, chiều rộng là 2. 3 x 2 bằng 6 hình. Một lớp có 6 hình. Hình B có tất cả là 3 lớp. Như vậy hình B có tất cả số hình lập phương nhỏ là 3 x 2 x 3. Các em lấy chiều dài nhân chiều rộng rồi nhân với chiều cao bằng 18 hình. Như vậy các em trả lời câu A. Hình hộp chữ nhật A gồm 16 hình lập phương nhỏ. Câu B. Hình hộp chữ nhật B gồm 18 hình lập phương nhỏ. Câu C. Ta thấy 18 lớn hơn 16. Rồi như vậy các em trả lời câu C. Hình hộp chữ nhật B có thể tích lớn hơn thể tích hình hộp chữ nhật A, bởi vì 18 lớn hơn 16. Rồi như vậy là bài học hôm nay đây được kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc học tốt.